Nguyễn Hùng, kênh Sông Nước Cửu Long, kính chào bà con, cô bác và các bạn. Mời bà con, cô bác và các bạn hôm nay cùng với Nguyễn Hùng trải nghiệm về nghề chài. Quá hay. Để anh chạy, anh kéo lên đi chút xíu, bắt đầu Nguyễn Hùng sẽ hỏi thăm về nghề chài và tâm sự với anh. Tội nghiệp anh chài cũng có mình anh ha, người ta đi chài là hai người, hôm nay anh có đi có mình anh. Rồi cảm ơn anh. Ở nhà xem anh con cá nó cá tư đó anh, cá nó còn ấy đó, cá này ha. Bất gì cho lương ăn được. Cá nó còn lư đó. Chết rồi. Linh. Dạ nó chết. Ốc hy. Đó. Giục mấy con. Cho em hỏi anh ha, anh thứ mấy nè em? Thứ hai. Dạ anh hai đó, không biết kêu anh rồi. Cho chương trình mà con của quá với các bạn đều biết anh hai. Anh làm nghề chài được bao lâu anh hai? Tôi hả? Dạ. Trời ơi, tôi mà hồi từ năm 14 tuổi tới giờ tôi 57 tuổi rồi đó. Dạ, quá lâu luôn rồi anh. Lâu sống nghề này quá lâu luôn rồi. Tôi sống nghề chài già như sỏi á. Dạ. Tôi nghĩ nghề chài già tôi quá chài giải. Dạ. Ủa sao cái nghề đó em thấy cũng được quá anh hai? Không có người mang. Dạ giờ phải rồi, có mình nên đúng rồi. Có mình nên nè. Cái đó hai người mà mới được mặn mắt mướn ra. Dạ. Ô mướn nó chèo quá chèo. Dạ. Không có mặn được. Dễ vòng vòng đâu què thì không mà còn không có cá nè. Tạ ơi, đổ chài này đừng cá cốc thôi cho anh hai không đỡ. Nói gì vậy? Cái chài của anh như tụi em thấy cũng thưa hả anh hai? Chài này vậy chứ. Mấy phân? 3 phân à. 3 phân bởi cá linh nhỏ lọt hết rồi. Cá linh nhỏ lọt. Dạ. Vòng vòng mấy đầu bè trên dây mà còn không có cá. Dạ. Chài này mình chài được quanh năm hả anh hai? Tới tháng nước đổ nghỉ rồi. Dạ. Vậy là tính ra cũng nghỉ mấy tháng luôn hả anh hai? Nghỉ 3 tháng. Dạ. Không có cá gì. Trời mới dặn dặn đâu què mà còn không có cá nữa. Dạ. Dạ cái đít bè này có tôm không nữa. Dạ. Cái giặc bè này hồi đó nhiều đây dưới cá nó còn nhiều, bây giờ như dòng đi trống hết hả? Trống hết rồi. Dạ. Dòng nhiều lắm rồi. Bởi cá nó cũng nhòn. Tội nghiệp anh chài của mình anh ra đi hai người nó dễ hơn một mình khó lắm. Mấy chỗ này mà không có cá nữa là thôi. Dạ mấy cái này là nó im nhất. Nước mùa nước biêu đó chài không được. Anh có làm thêm lưới câu gì không anh hai? Không có. Dạ. Tới mùa đó ai chưa mặn gì thì đi mặn. Dạ đi mặn ở trên khô chứ không có làm nữa ha. Mặn trên khô. Dạ.
Anh ở như ngay đầu bờ kè dưới xuống chính luôn hả anh hai? Ngay đầu bờ kè luôn đó. Dạ. Không nghe cá gì hết trơn. Dạ. Năm cá cha rồi cá dồ cá cóc rồi hôm nay. Dạ mấy năm trước cá ngon nhiều lắm. Ồ có nhảy tha không lọt không bỏ thua rồi. Thua. Dạ ồ cái này hơi được à mấy cái hơn mấy cái kia ồ lấy ra. Lấy cũng được. Dạ được lấy ra về cũng được. Có cái linh. Dạ. Cái linh này bự không? Mấy cái linh nhỏ nhỏ lọt hết rồi anh hai. Cái linh nhỏ lọt hết rồi. Dạ. Bắt cái linh bự mà. Ai ba phân mà em thấy vợ nó thua. Chạy chạy này cũng như bảo tồn mấy con cá nhỏ nó đi. Cho nó lớn lên. Nhỏ quá bắt làm gì? Dạ. Trời không được tôm mà được cái vỏ. Không có tôm. Anh có chạy lên tới số 3 độ cho anh chạy không ba? Có. Cánh đó bè nhiều. Nhiều mới chạy mới gì. Dạ. Chứ hy vọng là cánh đó nó còn cá ngon nhiều. Còn mà trên chảnh chạy đông đó. Dạ đông. Tôi hôm chạy tôm cà nhiều bữa nay chạy được có mấy con à. Dạ chạy cái này thì nhờ ba cá ngon mới có tiền hết anh hai. Cá ngon. Cá ngon với tôm được được đây đây. Tôm. Bữa nay được có đâu 2-3 con mà không có bự, tôm nhỏ nhỏ không? Dạ. Dễ vô như dây cái tỏ này có con tôm này không? Dạ. Dễ được tôm cạn các coi. Người đó dễ đây có tôm cạn, cái tôm lóng rồi. Đây. Wow. Quá êm. Chạy ra đó hồi mấy năm trước làm trúng lắm nha anh hai. Mấy năm trước mình trúng. Dạ. Cái bằng ở bên dưới không à, cái bằng trên này. Dạ. Bây giờ ở dưới nó cũng kiệt cũng hết cá rồi. Dạ. Với phần cái này lớn tuổi rồi lặn cũng hơi yếu. Dạ tại cái ngày đó là lặn dữ lắm anh hai. Lặn. Dạ anh ba ông nhờ có thằng con ông theo lặn lâu lâu ông mới đi với bả một bữa. Giờ hiện đi Sài Gòn đâu vậy hả? Rồi bỏ hai đi hôm về gặp hai chồng già đi. Bỏ hai chồng già ở nhà đó chứ nhà mặn cũng đâu nhưng có nhiều. Ông làm biết ông biết gốc ông thấy ông lớn tuổi và cái gốc ấy ông không dám lợi đó. Không không lợi. Dạ. À, anh ba cũng sống như ngày này lâu lắm rồi. Nó lượt với tôi á. Dạ. Không có cá tôm gì hết. Trời ngoài có linh nhiều, trời trong này ít có linh à. Không có luôn. Dạ. Vòng vòng
qua mấy cái đầu bè. Anh có đi hay anh chạy máy rồi anh cứ tự nhiên ấy đi em theo. Qua cái bè này, đầu bè này coi. Với hồi đó cái môn câu ít nên hôm nay bây giờ cái vụ câu thôi bè cũng quá đông anh ha. Đông lắm. Thấy vậy đó, anh thấy bắt ngày mới nè, cá lăng bắt dữ lắm á, hay lắm á. Ngày mới bắt dữ hết. Dạ. Chạy này anh mua lưới về anh giáp nhà ha, là anh đương anh hay. Giáp nhà không à? Dạ. Xác mấy cái đầu bè gì mà không có cá. Xuống bài dưới đi. Dạ. Để chú dưới chú xem cái đợi chú. Dạ dạ dạ, anh cứ chạy máy hay gì đó chạy đi em theo à. Em có thấy mấy cây ô môi trên bên chỗ bông một lượt gần qua ta trôi lũ lượt xuống dòng. Anh muốn mượn đó qua làm sở tơ hồng, em hãy xem đó một bông hoa xinh lệ. Bóng môi nghiêng mình soi bóng nước sắc hoa hồng thắm thiết mối tình quê. Chia tay nhau xin hẹn một ngày về khi đất nước được thanh bình tươi sáng. Được con cá gì bự nằm nhau. Thôi. Dây bỗng không có tôm bỗng. Chú bè này cho ăn luôn, cho ăn. Anh chạy quá xa anh không chạy sát sát vô chút anh hai. Dây. Vậy hả? Không có nhiều dây cho đi ra đây nè. Chạy này không còn nằm trên dây nữa. Dạ. Bữa đó ông anh Bảy ông chạy đây đừng con cá dồ với con cá kết. Chính gì thấy nặng quá anh. Nó còn trên dây á không? Dạ hả? Nó chạy xa xuống còn trên dây. Cái tốt ngoài vậy còn dính dây ha. Dính. Dính cá he cho anh. Được con tôm á. Tôm hả? Được con. Được con tôm. Cũng được. Chục con vậy em biết mấy mà đó. Sáng về ba ông con à. Dạ. Chục con đỡ. Xuống được bè cái bên này. Dạ. Quá hay.
Khởi lên. Gió quá. Không có cá luôn. Xuống trên này chạy nữa coi, dồi là dồi đó, đi về đó. Dạ dạ dạ. Quá im cái này, đừng cá cóc cái coi cuối cùng cái. Chỗ này mới được cá cóc tôm nữa. Dạ tại mấy chỗ này mới có cá thôi chứ không có rồi. Cá bây giờ nhờ núp thêm ở này. Giấc này gió mạnh luôn. Gió. Im du. Cá bự chắc vô là nó đâm biết liền hết anh hai. Vô là biết rồi. Dạ. Không có gì hết, không có cái linh là rồi đó. À, rồi em cũng cảm ơn anh hai nhiều nha. Rồi không có gì. Rồi chúc cho anh thật nhiều sức khỏe. Ừ. Làm ăn năm nay cho trọn một năm, anh gặp nhiều cái may mắn, làm được nhiều cá để mà có tiền trang trải gia đình. Rồi rồi em cảm ơn anh. Rồi có gì anh em không. Dạ. Năm ngoái thì chạy dữ lắm, năm nay thì tiêu. Dạ. Rồi, cuộc trò chuyện giữa Nguyễn Hùng với anh hai trài đến đây cũng đã kết thúc video này. Xin cảm ơn bà con cô bác đã theo dõi cùng chương trình Sông Nước Cửu Long với Nguyễn Hùng. Cho Nguyễn Hùng một like và share, đăng ký kênh Sông Nước Cửu Long với Nguyễn Hùng. Nguyễn Hùng rất cảm ơn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại video sau.